Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức kết thúc đợt xét nghiệm diện rộng đầu tiên và sau một tuần triển khai xét nghiệm thần tốc thì nhiều F0 đã được phát hiện. Kết quả của đợt đầu tiên như thế nào và những giải pháp gì sẽ có trong thời gian tiếp theo? Cùng phân tích vấn đề này với phóng viên Vũ Em trong nhật ký chống dịch COVID-19 ngày hôm nay. 3,8% tương đương với khoảng 64.300 số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là tỷ lệ mà Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các F0 trong đợt tầm soát diện rộng trong cộng đồng vừa qua. Còn nhìn vào biểu đồ này, tức là tỷ lệ mắc COVID-19 theo khu vực tầm soát, thì có thể thấy đường màu xanh dương, tức là số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng trong 7 ngày qua. Tỷ lệ này theo các chuyên gia, đây là tín hiệu tốt, cho thấy F0 đã được phát hiện và tách ra khỏi cộng đồng ngày càng nhiều. Có nghĩa là cái mức độ lây lan trong cộng nó đã nhiều rồi, cho nên bây giờ phải tích cực hơn cái chuyện phòng ngừa. Tại vì nếu mà mình không làm ra đó thì nó sẽ lây âm thầm nhiều lắm. Cái thứ hai là mình làm ra như vậy mà mình đã chuẩn bị mấy cái túi thuốc á, và mình chuẩn bị cái đội ngũ để mà mình chăm sóc người bệnh á, thì nó sẽ rất là an toàn cho F0. Với một lượng lớn F0 được phát hiện như vậy thì bài toán quản lý và điều trị cho những trường hợp này như thế nào cũng cần được tính toán để họ có thể tiếp cận sớm với y tế, tránh trường hợp chuyển nặng. Khi mà chúng ta phát hiện ra cái số lượng F0 đó thì mình cũng đảm bảo được các cái trường hợp mà có đủ điều kiện để cách ly tại nhà, cách ly tại địa phương thì cũng có chúng ta có thể tiếp nhận được, dù cho số F0 nó có tăng lên. Nhìn vào bản đồ vùng xanh hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể thấy một số quận huyện như là Cần Giờ, quận Phú Nhuận, Củ Chi có tỷ lệ vùng xanh chiếm cao. Và một số quận huyện này thì cũng đã hoàn thành 100% số người dân được tiêm vaccine mũi 1 như là Cần Giờ hoặc là quận Phú Nhuận. Cái việc mà sắp tới mình phải làm á là phải tăng cường vaccine và đánh cho cái đối tượng nguy cơ để mà phủ cho nó nhanh. Thứ hai là mình nhanh chóng mình đưa cái túi thuốc mà cho F0 á, mình có kế hoạch theo dõi những F0 nguy cơ một cách rõ ràng để mình giải tỏa cho cái quá tải. Sau khi đợt xét nghiệm diện rộng này thì tỷ lệ vùng xanh tại các quận huyện sẽ được vẽ lại. Tuy nhiên thì qua đây cũng có thể thấy là hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng tách F0 ra khỏi cộng đồng, quản lý và điều trị số F0 này, rồi tăng độ phủ vaccine. Đây chính là những biện pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng đạt được để trong khoảng thời gian vàng, những mục tiêu chống dịch sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9.